Bạn đang đến với Giải Độc Chính Trị. Các bạn thân mến, chiều 10 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và công bố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Vĩnh Sơn, sinh năm 1993, trú tại xã Đạ Ploa, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại khoản 1 điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015. Đáng chú ý, đây là một vụ việc với diễn biến vô cùng ly kỳ, khiến nhiều người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vụ việc bắt đầu từ sáng ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, cả cộng đồng mạng dậy sóng hoang mang tột độ trước một bài viết do tài khoản Facebook có tên Hồ Hoàng Duy, tên gọi khác Đại tướng Hồ, đăng trong nhóm Việc làm thêm học sinh sinh viên Đà Lạt với nội dung hoàn toàn sai sự thật rằng Đà Lạt có 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4 giờ sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly. Chính quyền đang lên danh sách những người tiếp xúc với 3 bệnh nhân đó. Dự tính số người tiếp xúc với bệnh nhân khoảng trên dưới 500 người, bệnh nhân tử vong bên đường Đa Phú, còn 2 bệnh nhân còn lại ở chợ Đà Lạt. Bằng các biện pháp, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hình ảnh cá nhân của tài khoản nêu trên trùng khớp với hình ảnh của ông Hồ Hoàng Duy, sinh năm 1991, hiện trú tại Đa Phú, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cứ ngỡ, cá đã sa vào lưới. Thật bất ngờ, sau khi làm việc đối với ông Hồ Hoàng Duy, cơ quan chức năng đưa ra kết luận ông Hồ Hoàng Duy, sinh năm 1991, hiện trú tại Đa Phú, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, không phải là chủ tài khoản Facebook cá nhân Hồ Hoàng Duy, tên gọi khác Đại tướng Hồ, mà có đối tượng khác sử dụng hình ảnh cá nhân của ông Duy để lập tài khoản giả mạo và đăng tải bài viết sai sự thật nêu trên. Bản thân ông Duy cũng không xác định được ai là người đã giả mạo hình ảnh trên mạng xã hội như trên và mục đích của việc giả mạo là gì. Vậy, ai là thủ phạm đích thực đằng sau, chân tướng vụ việc là như thế nào? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Cuối cùng, ngày 7 tháng 4 năm 2020, thủ phạm thực sự đã được Công an tỉnh Lâm Đồng tóm gọn nhanh như một cơn gió. Đó chính là Đinh Vĩnh Sơn, sinh năm 1993, hiện trú tại xã Đạ Ploa, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng. Tuy nhiên, bất ngờ nhất vẫn là nguồn cơn sâu xa của vụ việc. Trong quá trình tạo nghiệp online trên mạng xã hội Facebook, Đinh Vĩnh Sơn đã va phải Hồ Hoàng Duy. Sau đó, xảy ra mâu thuẫn cá nhân giữa hai bên. Tuy nhiên, chỉ có một mình Sơn là nuôi mối thù này, còn Duy chỉ xem đây là tranh cãi ảo trên mạng xã hội và quên ngay sự việc đó. Để trả mối tư thù này, từ đầu tháng 3 năm 2020, Đinh Vĩnh Sơn đã lập một tài khoản Facebook Hồ Hoàng Duy, tên gọi khác Đại tướng Hồ, để giả mạo tài khoản thật của Hồ Hoàng Duy. Bằng trình độ công nghệ thông tin, Sơn từng là sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Sơn lần lượt độ lại các thông tin, hình ảnh thật của Duy trên tài khoản giả mạo sao cho trùng khớp, khiến mọi người tưởng tài khoản giả mạo nêu trên mới là tài khoản Facebook thật của Hồ Hoàng Duy. Kế hoạch trả thù từng bước được tiến hành và có một bước ngoặt vĩ đại lớn lao nhất là vào sáng ngày 1 tháng 4 năm 2020, Sơn dùng chính tài khoản Facebook giả mạo Hồ Hoàng Duy, tên gọi khác Đại tướng Hồ, đăng tải bài viết sai sự thật về dịch COVID-19 trong nhóm Việc làm thêm học sinh sinh viên Đà Lạt. Đáng chú ý, Sơn cố tình nhắc đến các địa danh Đa Phú, Đà Lạt và lựa chọn đăng tải trong nhóm Việc làm thêm học sinh sinh viên Đà Lạt là vì có liên quan đến nơi ở của Hồ Hoàng Duy hiện nay, Đa Phú, thành phố Đà Lạt, khiến nhiều người lầm tưởng do chính Hồ Hoàng Duy làm, từ đó truy lùng, báo với cơ quan chức năng để xử lý Hồ Hoàng Duy. Nếu đúng như dự tính, chương cuối trong kế hoạch trả thù của Sơn sẽ có phút hạ màn thành công rực rỡ. Tuy nhiên, Đinh Vĩnh Sơn đã tính sai một bước trong kế hoạch đầy tâm huyết ấy. Sơn nghĩ mình tài giỏi, xóa bài viết và khóa tài khoản thì mọi chuyện coi như xong. Ấy thế mà cơ quan công an nào có yếu kém mù mờ tin học như Sơn tưởng. Kế hoạch trả thù đi đến hồi kết, nhưng nhân vật chính rơi vào vòng lao lý lại là Đinh Vĩnh Sơn, chứ không phải là Hồ Hoàng Duy. Một cái kết hoành tráng nhưng thật bi đát. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị trả giá xứng đáng. Lần này, cái giá mà Đinh Vĩnh Sơn phải trả không hề rẻ một chút nào.